Chào anh em ơi, hôm nay mình có vài món đồ linh tinh thôi, gửi đến anh em tham khảo. Đầu tiên là một cái xác máy 170 anh em, hư nha. Con này lúc mình mua mình không để ý, người ta tháo tháo mấy mấy ngóc rồi, khéo tỉa cành hư mặt. Cái lưỡi này nó chỉ đóng ngoài thôi anh em, còn không có bị gì đâu, chỉ có hư cái mặt trong này. Motor còn chạy. Mình đây mình không để ý lúc mua là nó mình tưởng đâu nó cấn thôi, này người ta chế nó tháo ra, nó chế nó cắt tùm lum hết rồi nè, phải không? Giờ mình kẹp motor vô nó chạy, nhưng mà ở đây nó có hành trình đó nha, cho nên mình bán xác thôi. Ốc ở trong đây thôi. Còn có 2-3 ngóc à. Test sơ cái cho anh em dễ ấy. 4.2 vậy nè. Một xe win đó. Tao đó hết ha. Cái này có dấu, thấy có dấu hàng luôn á, mình mua bãi vậy luôn á, nhưng mà không có, mình chưa sửa nha nè. Hết hành trình. Có 3.5 nó giảm nổi. Mình cắm thôi, hết hành trình rồi mình cố ấy nữa nó hư rồi nè. Tại vì lúc nó chạy nó có một con sensor hay là công tắc hành trình gì nó nằm dưới á. Nguồn mình yếu nó chạy không nổi rồi. Nó hết rồi đó. nguồn 6A mà nó chạy nổi. Đó mình bán vậy, coi anh em nào biết làm không nha. Coi răng. Nó ra vậy là hết rồi anh em nè, xuống dưới này hết rồi ha. Ở dưới nó có cái mạch nữa đó. Mấy anh nghiên cứu gì anh em nào có xài con này hoặc là có phụ tùng đó. Cần lấy gì lấy. Mình mua không để ý mất mấy tô phở liền, mua 200. Số 1 nếu không không có phụ tùng thì mình chôn đó, mình chôn vốn đó, để đó chứ đâu có làm được gì. Số 2 cây bù lon hơi, cũng cái này có thể là bãi nó ít xài đâu, nhưng mà nó bãi nó ẩm ướt, nó bị kẹt xì ron xì phót vậy. Mình có cái đầu nè, nhà có máy hình cắm vô thấy bóp nó xì hơi ở đây nè, nó không chạy. Của Nhật. Con này cũng nặng nè, nhìn bàn tay nè. Cái chữ mấy anh ra băng này. Cũng mới lắm cái đầu nè. Cái đầu anh em nhìn nó không có dấu cấn nhiều, nó đâu có xài nhiều đâu, mà nó do là vấn đề môi trường bãi thôi nha, nó hư. Anh em nào biết làm lấy sửa, mình thì đầu hơi mình làm biến mở lắm. Mở ra thì bán giá chắc sẽ được cấp đôi này, nhưng mà nó mới chiên làm mở ra thiếu đồ lắm, không đâu có làm được. Nhớ nha, cái nào hư mình nói rõ hư cho anh em, hư thì anh em nhắm làm được làm, chứ mình bán đồ hư cho anh em mà nhiều khi anh em làm được mình cũng ngại, nên là mình nói rõ trên đó vậy. Cái này là mình mua làm là người ta dọc sẵn luôn rồi, chứ còn mình dọc thì mình sẽ nói mình làm mà cắt dây tùm lum á. Số 3 là cái này nè. Cái này là giống như là cái nguồn á 8.4 mà nó ra nó chỉnh ra được 3V nè, 5V, 6V, 7.2 ha. Ở đây là cái đường sạc nè, in nè. Bên đây là out nha, dắt thì dắt nhỏ. Anh em chỉnh, anh em về coi cách xài. Mình thấy nó còn ok, nó ra điện đúng luôn á.
nhưng mà xài vắt nhỏ, vắt 3 ly rưỡi thì phải. Đường vô đường ra này sạc nè, này lấy điện ra sạc thì 8,4 V mà nó ra được nhiều mức vôn anh em. Ở trong này cái mạch nó cũng tạp lắm á, nó có nó là cell li-ion dung lượng là 6.500 mAh, chắc khoảng 3 cell pin trong này, nó là 100 2 3 cell không biết kích thước nó. Nếu cái mạch nó chiếm một phần thì phần này chắc là cỡ 3 viên đón thôi nha, mình chưa mở. Với cái này là cái gì, chỉnh chỉnh tông guitar gì nè, nè bán 150 nha. Cái này của Việt Nam luôn, Việt Nam xuất qua Nhật, là có chữ Nhật đây đó nha, có chữ thiết kế để bán qua thị trường Nhật anh em đây nè, chứ không phải là bán ở Việt Nam mình. Cái này thì mình không có chuyên môn cái này. 150. Số 4 bộ taro 240.000 nè. À, gồm có các mũi là 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 3 ly 3, 4 ly 2, 5 ly, 6 nữa. Ủa, nhầm rồi. À, 3 M3 0.5, M4 0.7, M5 0.8, M6 bước là 1 á. M8 tất cả ở đây là 2 4 5 mũi đúng không? 2 4 đúng rồi, 5 mũi. Như một cái tai taro không có tự động thôi. Cái bộ này của Nhật nên cái thương hiệu nó nằm ở đây nè, Kazi gì nè, khó đọc luôn. Đó. Mã vạch là 49 là còn nguyên bao bì vậy. Chắc là nó dùng lướt à. Không phải không thấy xuất xứ China vậy nên em ơi, thì cái mã vạch này vậy thì nó hàng Nhật thôi. À, mình bán 250 bao, 240 bao ship. Số 4 rồi. Số 5. Anh vừa quên test mỏ hàng. Số 5 một cái mỏ hàng này bán 250 nè. Mỏ hàng này 60W. 100V 60W ha. Có ra chì tự động. Chứ không phải bóp ra chì chứ. Chì gì nhỏ nhỏ mình luồn đây nè. Luồn đây mình nồi nha. Bóp nhấp 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 chỗ qua chứ anh em cứ đút lục đùng vô đùng á. Nó qua được rồi là nó sẽ ra luôn à. Bóp cái nó ra. Nên mình cắm điện. Dây zin đâu hết luôn nha, mũi còn đẹp luôn, là trắng nè. À, mũi này thì bắt chì sẽ tốt nè anh em, thấy không, trắng nõn chưa bám vậy đó, cái chỗ phần ăn chì nè, còn cái này thì chỉ là dính dơ thôi. Cái nào mình nhìn cảm quan trực tiếp đây á, mình thấy đẹp á, mình nói anh em nó còn đẹp không, mà nó lỏng lỏng ấp thôi. Còn cái ống này á, nó có bọc cái gì ở đây nè, còn cái zin của nó là cái tiếp lông nè, nó gắn thêm cái gì á, nên cái đó không sao, anh em cũng xài tháo ra. Còn cái này là cái tiếp lông nhựa chịu nhiệt á. Còn mình đo rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ test chảy chì luôn, mình đo mình thử nóng rồi. Cái này nó không bị xét anh em, đánh là nó ra liền à, inox hay cái gì bên đó mà nó bám bám như vậy nè. Món hàng nào xài nóng nó ố ố thôi, đặc biệt món hàng Nhật. Có một số nó bằng sắt thì nó xét, nhưng mà nó làm bằng cái inox thì nó sẽ không xét. Mấy món hàng lớn mình bán thì bằng inox không, có cái này thì mình nhìn vậy mình cũng chưa đánh giá được, nhưng mà nó đen đen rồi mình chà cái là nó ra thôi, mình không biết nó bằng cái gì. Rồi số này 250 nè, mũi 60W nha, ra chì tự động, dây chống cháy zin luôn, chưa mình chưa thay, còn zin bản nguyên bản của nó. Cái này là như là Haco đó, không phải à, đúng rồi Haco. À, mình bán cái bình giữ nhiệt này nó hơi xấu, inox rồi được nè, à, nhưng mà nó có mớm, nó có trầy nè, đó, nó đầy nè. Bình này của Thái Lan, xuất Nhật, Thái Lan, nhưng mà không phải Thái Lan bán đây anh em, nhìn thấy có dòng chữ Nhật không, 1,5 L anh em. Giữ nhiệt tốt quá, mình test trưa giờ rồi, từ 2 giờ bây giờ là 8 giờ mấy,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Khoảng 6 tiếng mấy anh em bỏ một cục đá bằng nhỏ à, bằng nắm tay à, không phải đá bự. Bỏ dừa vô đây luôn, không có đập. Nè, nắp nó vậy thôi. À, nắp nó mốt miếng. Này anh xài đi làm công trình hả, đi câu đi gì, đi chơi, đi làm chỗ nào mà nó không cần ấy, mình xài cái bình đơn giản vậy được anh em. Còn anh em nào ví dụ mình cầu kỳ thì mình xài cái đồ mới nó vậy thôi, như nó vậy nè. Anh em về đó rót rồi nè, bỏ coca vô đóng lại nè, bỏ coca vô rửa nha anh em, cho coca bự xúc lấy nửa chai ngâm xúc rửa lại cho nó thơm. Ron mình thấy cũng còn dẻo lắm. Bột đá vô nè, cục đá nhỏ xíu là bỏ 6 tiếng tan vô đây nước này nè. Nhiệt độ phòng mình khoảng 33 độ. Đó, tan vô đây nước. Ở trong thì mình thấy cái lớp men nó cũng còn ok, không có tróc hết. Nó có tráng cái lớp gì đó, xanh xanh, xám xám. Rồi dặn vậy đó. Ừ. Thấy ok, không nhiều nước nữa không? Hơi xấu, bán 230 thôi. Đến giờ người ta về nhiều mà mình trưa nó nằm chung đồ nghề á, sẵn thì hay mình lấy luôn vài món. Ừ, bắt chì tốt ha. Để mình thử cái luồng chì qua không? Chì luồng chắc không phải thẳng thẳng. Qua đây nè. Đó mình nhấp vô đừng để nó cong là nó qua nè. Nó nuốt chì vô ha. Rồi qua rồi. Mình chỉnh này cho ngay lại. Cái đó về anh em chỉnh lại thôi nha. Mình test anh em chảy chì. 250. Mấy cái đồ này á, mình bán anh em mình đã tính giá là bao gồm phí vận chuyển rồi nha anh em, nên là nó ấy là nhỏ nhỏ, mình nên anh em chuyển khoản rồi á thì mình bao ship luôn cho nên cho anh em lúc mà nhận nó dễ, không có ai cái gửi người nhà cũng được, cho nên mình thấy. Còn mấy cái đồ nặng á, thì mình lên ví dụ là như bữa rồi bán cái biến thế á, nặng á, thì anh em cho địa chỉ đi mình lên list, như bữa có anh nó mua đó mình không bao ship, nhưng mà thí dụ anh ở đó ship 6 mấy 70 ngàn thì mình hỗ trợ ảnh 40, ảnh trả thêm 30 nữa. Tại vì các bạn nghĩ cái biến thế bây giờ người ta bán nhỏ nhỏ là từ 80 ngàn, người ta rã tủ điện ra, còn rã tủ điện trực tiếp mình đi lựa đẹp, người ta bán 100 ngàn một ký. Thì bây giờ anh hỏi em cái biến thế 500 VA của hàng xịn nó đã 7 ký rồi, 8 lần 7 506 rồi, mình bán 700, giờ mình bao ship anh em nữa, mình bán là bán rồi mình lấy mà nó nặng nữa, lấy gì, lấy gì bù vô cái phần tiền của mình anh em, cho nên mình không có bán ha. Hay mình lên list ví dụ là giờ ship 80 đi, mình hỗ trợ anh em 40, phải 856 40 là 600, là mình còn lời được 100, trong đó mình bỏ công ra đi đóng gói rồi rủi ro mất hàng này kia nữa cho mình lời 100, chứ giờ bao ship anh em lời không đồng thôi, để đó đi khỏi mất công đi săn làm gì, đúng không anh em, nói thiệt đúng không? Đây. Cục bữa bán 700 mà quên lật lên cho nên coi nè, nó coi dây đồng nè, cục
Koyomi nè, nó mặt dưới nó đâu nó dơ dơ thôi đâu có. Anh em chỉ cần cái này, chỉ cần gọi là make up nó nhẹ thôi là nó đẹp liền thôi. Cái di động nó rồi vàng khè thì này mình chỉ cần lau thôi là nó sạch rồi. Nó lòi ra tại vì để dưới nó nặng á nè, kéo tới kéo lui á, kéo tới kéo lui mà nó tróc ra mà nó còn trắng trắng rồi, chỉ có chỗ này nó ố miếng thôi, còn coi như dây đồng đó nè, nó 500 VA của Nhật. Anh em nhìn coi một lớp đồng dày cui, lớp trong lớp ngoài cuộn sơ cấp thứ cấp hai cái, nó dày cỡ dày nè, nó nặng 6 kg, 9 mấy 7 kg thì 7 8 5 6 500 6 rồi, tháng 700 giờ bao ship nữa thôi, để thì mình có máy mốt mình ghép vô mình bán nè. Ăn dòng rất là thấp, có 0.1 ampe là quá quá xịn luôn. Được rồi, muốn rẻ thì mua Liwa mới của Việt Nam thì 1000 VA chắc nó khoảng bây giờ giá nó 500 mấy vậy, trước nó rẻ nó dở lên rồi mà dây nhôm, còn 2000 VA thì giờ chắc khoảng 700 mấy 800, 1500 mà 1500 nó ghi vậy chứ nó tải 1000 VA của Việt Nam mình nó tải chưa chắc hơn cục này. Cái bản này anh em xài nó có nhiều cái lợi nữa, cách ly được nữa anh em, xài âm thanh rồi chuẩn. Có mấy cái vàng nhỏ nhỏ quốc cục này vô bỏ vô cái thùng là đẹp quá rồi. Đó, dây đồng vàng khè, hàng hiệu luôn. Thôi quảng cáo lại chút xíu thôi, mình chuẩn bị cái chỗ rồi, không được thì mình sắp lên thôi, sắp lên kệ. Mình sẽ chuẩn bị bán đổi cái cục của mình, mình xài cái cục lớn để mình test máy, máy khò rồi cho anh em luôn. Thế mà ơi sườn chưa, số 5 mà tự nhiên cái mà số 7 này, số 7 này nhớ số 7 giùm mình nha, còn số 6 nữa em bán để lộn xộn cái hồi nói tào lao luôn. Này miếng thái cách ly của ngày hôm qua rồi. Số 6 là một cái biến đổi điện 7 370, biến đổi DC ra DC. Ví dụ anh em có 24V đúng không, anh em muốn ra một cái bình xài bình 12V, giống như bình 12V đó thì anh em cắm 24 vô đây, anh em lấy điện đây ra 12V. Và nó là 150W, tức là nó chạy, nó tải dòng tối đa ở đây khoảng 10A, 10A đủ xài rồi. Trong cái xe mình đa số mình xài 10A, 12A đó. Đây là 150 12V thì nó khoảng 12A, nhưng mà mình tính 10A thôi cho nó dễ. Lúc nào mà mình cũng tính dự trù dư cho anh em đó. Nhưng mà DC thì anh em phải đấu đúng cực cho mình nha, cộng nè, vô cộng nè, trừ vô trừ nè. Nhớ anh em DC đúng cực nha. Mặt cốc lên hàng Nhật đằng ngoài nha anh em, ổn điện rồi. Hàng Nhật đằng ngoài đấy, đây mình xài tải cũng lớn, bóng đèn này, bóng đèn công suất 100W dữ vậy, hàng kinh vậy. Con này 12V là nó kêu là do cái nguồn của mình, cái nguồn của mình 6A đó, cho nên nó đề lên, nhưng mà nó sẽ ổn định xong nó sẽ cho ra điện nữa, thấy không? Ra điện 12V nha, ra điện theo kiểu cái bình ắc quy á, cái bình ắc quy của mình nó đầy nó khoảng 13V đó, 13V mấy á, nó sẽ ra theo kiểu đó, DC 13,5V chứ, cực không? Còn mấy cực bên đây mình không biết, mình chưa biết nó đấu làm sao, nó đấu cái này là ra điện neo nó báo nữa. Rồi cái này nó xịn hay không thì mình sẽ anh câu. Nó xài đồ sò của Toshiba nên xịn đó, Nhật. Cái hãng này nó chuyên làm mấy cái này gì cho xe hơi, xe tải gì đó, lấy điện ra 12V đó. Ở trong đây
nó đi mạch mạ bạc ha. Cái Toshiba không? Ra bằng hai con giò Toshiba. Mình nhìn vô mình sẽ thấy, quay thì em thấy sạch sẽ nha, không sửa chữa gì nè. Nhật. Cái này nó nặng cỡ 2 kg à. Mấy này cũng hơi chuyên dụng thôi, mình sale hộp cho anh em đi 300 330 thôi. Tiền ship của mình là khoảng 40, 6 330. Sẵn lên luôn cái món này nè, thành lý cái xác máy này nha. Xác máy này là mình đổi đồ nên mình không biết nó hư cái gì, mình bán cái xác này coi như là còn lại nhông đầu nè, cái đầu cũng hơi cứng cứng nên vệ sinh lại nha. Cái này ăn nổi không ta? Được, vậy vệ sinh lại nha, người ta bỏ cũng lâu. Với cái vỏ pin hả, cái đầu van boss 36V này, cái vỏ pin mỏng, pin này thì hư seo rồi anh em, cái vỏ thôi. Cái xác máy này nó bị cấn à. Thì cái này cái đầu với bộ nhông thì nó tầm khoảng 100 mấy, cái vỏ 100 mấy nữa là khoảng tầm 300. Mình đi cần đi mua vỏ khó như này, 100 ngàn có mua đó, mình tính cho 100 mấy đi, tiền ship luôn mình bán 340 rồi nè, mà 350 được. Mình rã mình để cần vỏ mình bán giờ sao 350, tại cái này nặng, cái máy với cái này tới còn 2 kg mấy á, 350 k ha. Số 6, số 7, số 7, số 8. Anh em coi nhớ đặt theo cái số trên đây giùm mình nha, cái số 7 nè, nãy mình nói ngược. Còn biến thế này số 9, sửa lại luôn, bán lại cho anh em nào muốn, ví dụ xa thì mình hỗ trợ vài chục ngàn đi, thì anh em trả tiền ship mình hỗ trợ nữa cho anh em. Ví dụ nặng quá, tại vì cái món hàng 2-3 kg thì mình bao ship dễ, còn cái biến thế này nó đã sát nút rồi mà bây giờ nó lại nặng nữa, anh em phải không? Cho nên mình nhiệt tình thì mình hỗ trợ vậy đó, chia ra anh em mua để xài đồ, mình lựa cho đồ tốt xài thì chịu khó chút xíu anh em ha.